Xin chào anh em. Hôm nay Lê Khôi Idol lại tiếp tục giới thiệu một cặp loa bé xíu ha, nhưng cho chất âm rất là người lớn nhé. Cặp loa này do Nhật là đi qua ha, nó không có thương hiệu nhưng mà nghe rất là hay nhé. Đó là thiết kế hai bát toàn giải nhé. Cái này là gân mút rất là mềm ha, gân mút cột mềm ha. Hai bát bát 12 ha. Nhìn thì rất là xấu xí nhưng mà nghe thì rất là hay ha. Đây em quay cho anh em xem phía sau ha. Nó không có giống như các cái dòng nghe nhạc vàng rất là hay ha, vì nó là thiết kế bát giấy anh em ha, bát giấy nha. Rồi bây giờ mời anh em cùng em ghép với con âm đi cỏ trio ha. Đây là mình ghép thực tế nha, mình không có kỹ xảo hay là không qua một cái thiết bị nào, và cũng không có dùng những cái âm ly lớn nhiều tiền ha. Cặp loa và âm ly tương xứng với nhau ha, âm ly trên 2 triệu ghép với cặp loa này nhá. Để anh em cùng nghe thử nha. Đây em lớn volume ha, đây là em ha, đây là bát ha. Anh em nghe lớn tí ha. Trên áo quan tài, hoa trắng thôi cài trên áo.